Good morning, everyone. You say Okay. Dạ. Dạ. good morning, Miss Lab. Okay, how are you? How are you? Who are you? I'm okay. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. Okay. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Glad to meet you. And you and you and you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Thank you. Now, are you ready? Yes. Ok. Hôm trước thầy có giao bài tập về cho các con, đó là vẽ 7 đồ vật, 7 7 cái vật xung quanh ta, đúng không? My world, con nhớ không ạ? Thế mà ở đây những ai đã vẽ rồi? Nào, hôm đấy, hôm qua thầy thấy có ra nộp bài. Thầy thấy có ra nộp rồi này. Nộp cả bài thuyết trình này thì thầy khen ra an này. Thế còn những bạn khác đã nộp chưa? Thế còn Elsa? Thế thì bây giờ Anh quay, à, bây giờ vào buổi học rồi thì không quay được con ạ. Con giờ cái nhầm để con gửi, để con gửi. nhá. Con gửi, con đã quay chưa? Con quay rồi. Thế còn Jenny? Con chưa biết vẽ. Con vẽ theo cách của mình thôi nhá, không cần phải giống y hệt. Chỉ cần vẽ tự Thầy, có phải là có thể lên YouTube vẽ theo được không thầy? cũng được, nhưng mà chỉ vẽ 7 cái vật ở trong sách thôi, được chưa? Nhá, 7 cái vật trong sách. Đấy. Thế còn bạn Batman sao lại tắt màn hình đi thế kia? Chúng ta bật màn hình. Monkey đâu? Sao trong lớp chỉ có 6 bạn không vậy? Monkey đã vào đâu? Nào Batman bật màn hình lên, Elsa bật màn hình lên cho thầy nào. Con đang rồi. Thôi bây giờ chúng ta chưa nộp bài vội, bởi vì bây giờ đang giờ học rồi. Sau buổi học con nộp bù được. Bây giờ thầy mời bạn đầu tiên, đó là bạn Apple. Apple hãy lấy bức tranh của mình ra và sẽ giới thiệu về bức tranh của mình. Ok, nào Thầy xin ơi, thầy con phải lấy bức tranh của con rồi. Đúng, bức tranh của con em bảo về mang ra. Thầy con một xíu mẹ con lấy, bởi vì con đang ngang đây cho nghe. rồi. Ok, bây giờ bạn Princess đã có bức tranh chưa? Con rồi ạ, nhưng mà con chưa biết quay ạ. Không, bây giờ bức tranh đấy của con đâu? Để thầy mời con thực hành thuyết trình luôn ở trên lớp luôn. Rồi, con giơ lên nào. Bây giờ con sẽ làm như mọi khi. Đầu tiên, con nói xin chào, tớ là Princess, tớ mấy tuổi đúng không ạ? Và đây là This is my world, đây là thế giới của tớ. I'm 6 years old. Welcome to my world. Good. This is, là con chỉ This vào. is a bird. Bird, okay, this is a bird. Good. Con phải chỉ đúng River. rồi. This is a river. Good. This is is a rock. rock. Okay. Plant. Okay. Good. Sky. This is the sky. The sky.
skies. Sky. Sky. Ok, sky không phải cay nhá, Ơi, sky. Rồi, tiếp ạ. bắt chặt vào lại. Ok, butterfly. Oh, Ok, good. Cả lớp khen bạn nào và bạn phải nói là gì? Thank you and goodbye. Preset kết thúc bài nói, con sẽ nói là thank you and goodbye. Nào, con bật mic lên nói ạ. Thank you and goodbye. goodbye. Thì con đã quay clip chưa? Chưa đúng không? Thì buổi hôm nay con về con quay cho thầy nhá. Nhớ nhớ cấu trúc của bài nói chưa? Ban đầu này, chào này, giới thiệu tên này, tuổi này. Sau đó là gì? Welcome to my world. Xin chào mừng các bạn đến với thế giới của tôi, đúng không? Sau đó mình sẽ dùng mẫu câu là this is bla bla bla, được chưa? Có 7 thứ đúng không? 7 7 mục đúng không? Và chúng ta phải nhớ khi kết thúc bài nói chúng ta nói thank you and goodbye. Ok. Cả lớp dành tràng vỗ tay cho bạn ạ. Clap your hand. Ok. Thank you, Cho bạn monkey princess. Thôi được rồi. Nào bây giờ ai xung phong tiếp theo ạ? Bạn Giang đã có chưa? Hello Monkey. Monkey say hello Mr. Lab. Hello, Mr. Hello everyone. Hello, everyone. Rồi. Ok, tốt. Nào, bây giờ bạn nào còn bức tranh nữa nào? Bạn Elsa đâu nhỉ? Rồi, xin mời bạn Elsa nào. Elsa có bức tranh ở đấy không? Đâu rồi, Elsa đâu? Tại sao biến mất Con hình? thấy bạn kiểu như màn hình đen đây, con chả thấy bạn đấy đâu ấy. Ừ, đúng rồi, có nhìn thấy hình đâu. Ok. Rồi, đây rồi bạn, đây rồi. Thế bức tranh của Elsa đâu? Con có chưa? Mạng có vẻ chậm đúng không? Rồi xin mời bạn Apple nào. Apple đã chuẩn bị xong chưa? Apple đâu ạ? Con đã chuẩn bị tranh xong chưa? Apple. Con không nhìn thấy trên của con bởi vì trên của con nó đang ở trong phòng, con đi vào phòng thì sẽ Ok. thấy. Rồi, như vậy là con phải tìm và rèn luyện thêm nhá. Con xem bạn Princess vừa làm đó, các con xem đó thì chúng ta học tập đúng không? Bạn Jenny thì vẽ bù vào nhá. Tất cả những bài tập thầy giao mà nếu ai mà không làm việc ấy là thầy sẽ không chấm điểm đâu. Và thầy sẽ không ghi nhận để trao phần thưởng đâu nhá. Và đấy là yêu cầu bắt buộc chúng ta về nhà phải làm. Còn nếu mà nhiều lần tái phạm là không làm bài thầy sẽ mời nghỉ học. Bởi vì thầy sẽ không thích dạy những bạn học sinh lười. Những bạn học sinh không nghe lời thầy không thích làm việc. Ok? Con hiểu chưa? You got it? Rồi ạ. You say Yes. 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 Ok. Nào. Hôm trước thì thầy có xem một cái bài nộp của bạn Monkey về nói về các cái bút màu đúng không? Nói về các bút màu thì bây giờ Monkey cầm các bút màu ra cho thầy nào. Monkey cầm bốn cái bút màu của mình ra nào. Bạn ấy nói rất là khá nhá. Bạn ấy nói rất là khá và trông rất là tươi vui đúng không? Đấy, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bạn ấy hoàn thiện hơn. Và Monkey mới ngủ dậy đúng không? Thế con có muốn ngủ tiếp không? Không. Đến trưa ngủ bù nhá. Đến trưa lại ngủ bù tiếp. Không. Đó, bây giờ mình cố gắng một tí. Nào bây giờ con lấy cho thầy bốn cái bút màu ra. Con lấy bốn bút màu ra. Đấy, đúng không? Rất nhanh nhẹn đúng không? Nhanh nhẹn khẩn trương. Bây giờ cô mời các con cùng mở sách ra nè, mở sách ra chúng mình cùng theo bài Nào. Rồi, xin một tràng vào tay cho bạn Monkey. Các bạn ơi.
Clap your hands. Okay, now. Very good. Now, monkey. Monkey, say hello, everyone. My name is Monkey. My name is Monkey. Good. I'm 6 years old. I'm 6 years old. 6 years old. Good. Rồi, bây giờ con sẽ bắt đầu này. Để từng cái bút lên bàn, đúng không? À, con, hoặc con dơ cả bốn cái này. Con dơ cả bốn cái này. Đó. Con nói là tớ có bốn chiếc bút, đúng không? Ờ. Ra đây con tắt mic đi ạ. Bởi vì chắc là mẹ đang dạy học, đúng không ạ? Cho nên là tiếng nó vào đây. Ok. Now, you say, I have four... Pens, tạm gọi là pens nhá, bởi vì cái bút của con chắc là bút ai bút gì đó đúng không? Thì con sẽ nói là I have four pens, được chưa? Tớ có bốn chiếc bút này. Rồi bây giờ giơ từng cái lên một nào. Cái đầu tiên giơ lên. Rồi giơ lên cho thầy. Rồi con nói is a purple pen. Rồi con nói cho thầy is a purple pen. It's a purple pen. Rồi con lại đặt xuống. Put it down. Đặt xuống. Cái bút thứ hai. It's a green. Blue pen. It's a blue pen. It's a blue pen. Con đừng tắt màn hình. Con bật lên. Rồi tiếp. Xong hai cái rồi. Cái thứ ba. It's a yellow pen. Pants. Rồi, tiếp cái cuối cùng. It's a green pen. It's a green pen. Rồi, câu kết của con là thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Rồi. Thế về nhà con quay lại cho thầy cái clip này nhá. Và vẽ cho thầy cái thế giới của anh ta như buổi trước ấy. Để chúng ta sẽ làm gì? Sẽ thuyết trình cho nó nhuần nhuyễn, được chưa? Hôm nay thầy khen bạn Princess là có bài này và đã thuyết trình này. Bạn Monkey cũng đã thuyết trình cũng tương đối tốt rồi này. Chỉ cần về nhà nói lại thôi nhá, quay lại cho thầy. Bây giờ Monkey nhá, tất cả các con thầy giao nhiệm vụ này. Không nhất thiết bố mẹ các con phải quay cho các con. Đó. Mà thầy muốn các con có thể tự quay cho các con. Các con có bao giờ tự quay phim không? À, Jenny có thể cầm máy như này được không? Ví dụ cầm này. Con hay nhờ chị con. Một là con cầm máy như này, hai là con đặt tựa cái máy điện thoại của mình này. Nhá, tựa cái điện thoại của mình này vào một chỗ nào đấy cố định. Đúng không? Giống như các con đang ngồi học này. Đấy, xong con nói hello everyone. Con là cầm này. Hello everyone, my name is blah blah blah. I'm 6 years old. Today I talk about my work. Today I talk about my parents. Today I talk about my family. Okay? This is a hoặc là is a. Chúng ta có thể dùng hai mẫu câu đều được nhá. This is a hoặc là this is a. Okay? Đấy. Đó. Ở đây ai hứa với thầy là sẽ tự quay được à? Giơ tay thì sao? Rồi Princess, rồi Jenny. Vâng, rồi Elsa, Batman có tự quay được không? À Monkey tự quay được, rất tốt, các bạn rất giỏi đúng không? Batman với cả Gian rồi, Gian giơ tay rồi, Batman đồng ý không ạ? Batman bật mic lên trả lời thầy ạ. Con có bao giờ tự quay được đúng không? Các bạn toàn siêu sao. Ừ. Các bạn toàn siêu sao về khả năng quay mà đúng không? Tại sao không đúng không? Tự làm được mà, chỉ quay mất có bao nhiêu, chưa đầy một phút là nói xong bài của mình đúng không? Đấy, bố mẹ nhiều khi bận mình có thể tự làm được, và làm như thế là các bạn sẽ quen với ống kính, các bạn sẽ mạnh dạn hơn đúng không? Và sau này biết đâu có bạn sẽ trở thành diễn viên điện ảnh thì sao, các bạn sẽ trở thành YouTuber thì sao, các bạn trở thành showbiz thì sao đúng không? Một người nổi tiếng thì sao, celeb thì sao đúng không? Các bạn đấy, ai ở đây muốn làm ca sĩ à? Giơ tay. Ui rồi,
hai bạn Jenny và bạn Princess, ai muốn làm diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới giờ này? À, ai muốn làm chú lính cứu hỏa giơ tay? Nếu Ai muốn làm chú cảnh sát giơ tay? không Ai muốn làm bác sĩ giơ tay? Vâng, bạn hai bạn ở trên, ba bạn gái đều thích làm vừa ca sĩ lại vừa làm bác sĩ. Đúng không? Thế mới siêu. Thế bạn Monkey thích làm nghề gì? Thích làm nghề gì nào? Teacher, giáo viên này hay là engineer, kỹ sư này hay là architect là kiến trúc sư này hay là president tổng thống đấy hay làm tổng thống? Tổng thống. Làm là như là bảo footballer, cầu thủ bóng đá đúng không? Kiểu Ronaldo đúng không? Messi đúng không? Thế câu lạc bộ yêu thích nhất của con là câu lạc bộ gì? Thầy thích nhất là MU. Manchester United. Con thích. là gì? Anh con cũng MU đúng không? Thế còn rồi, đấy là mơ ước của bạn Monkey, đó là footballer hoặc là gọi là gì? Football star đúng không? Ngôi sao bóng đá. Thế còn bạn Batman thì thích gì nhỉ? Thích làm nghề gì? Batman thích làm nghề gì nào? Có thích làm dancer vũ công không hay là thích làm rapper? Con thích làm nghề gì ạ? bóng À, cũng giống Monkey, hai bạn này khéo sau này trở thành Ronaldo với cả Messi của Việt Nam ấy, đúng không? á. Ronaldo và Messi chuyên cạnh tranh nhau các danh vị đúng không? Thế còn Apple, Apple có muốn làm teacher giống mẹ không hay là làm nghề gì ạ? Hay là làm Apple muốn làm nghề gì? Con muốn làm người khoa À, scientist, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu thế giới đúng không? Chuyên nghiên cứu về như là vũ trụ đúng không? Như là sinh vật học vân nhá. vân. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhá. Vậy thì các bạn hứa với thầy nhá. Mà nhìn vào ký hiệu trống để mình gõ nhá. Mic đi cho thầy nào. Mẹ bạn Apple là một music teacher, tức là một giáo viên dạy nhạc. Do vậy là có rất nhiều các cái dụng cụ âm thanh đúng không? Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng gõ nhịp của bác ấy. Đấy, mỗi người một nghề đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi này, ví dụ như bạn Thầy Monkey. có phải thích bắt đúng Gì con? Có phải gì? và đây có phải thích phát không thầy? Chắc là thế. Chắc là cái phách. Đúng không nào? Ví dụ như bạn Monkey nào, thế thì mẹ làm nghề gì? Mẹ con làm nghề em bé ạ. Nghề em bé, nghề là baby maker, nghề sản xuất em bé. Rồi, ok. Ai giờ sản xuất đồ em cho Rồi, mời bạn Princess nào. Mẹ con làm nghề gì? mẹ con là người làm bánh À, gọi là gì nhờ? Baker đúng không? Người làm bánh, bánh ngọt hay là bánh mì hay là bánh gì? Đây là bánh bánh sinh nhật ạ. birthday cake rồi. Đó. Thế bạn Batman mẹ làm nghề gì? Con À, nghề của mẹ con là con không biết. À, đó, đó, nghề đấy biết. tên là con không biết. Ok, về hỏi lại nhá. Không thể gọi là nghề con không biết được, được chưa? Thế các con rồi Elsa thì sao? Bố con làm nghề gì? Mẹ Ờ, thôi hỏi sang bố đi. Nào. con Phi công. sao Hay hay là là bố con cái gì cả làm racer tay bố con làm đá gì Việt Nam đài truyền hình Việt Nam đấy. Thế thì bạn này là rất là thích được lên hình đấy đúng không? Sau này khéo bố xin cho làm MC đài truyền hình nổi tiếng đúng không? Rồi tiếp. Đấy, cười rất là thích đúng không? Nào mời bạn Jenny à. Thế mẹ của Jenny làm nghề gì? Có làm nghề sản xuất em bé đâu? Giống như mẹ bạn Monkey có sản xuất em bé không?
Thế thầy, con sang nhà bạn nhau sao rồi đấy thầy ạ? Hai bạn thân à, đúng không? Con cũng thế. Jenny, Con mẹ làm gì? bạn Con làm cái gì thế Nghề, nghề gì? Nghề bình thường à? Nghề nghề gì? Nếu lại. Nghề, có cả nghề tên là nghề bình thường. Đúng không? Nghề gì là nghề bình thường? Nghề gì là nghề bình thường? Đúng không? Rồi, thầy biết mẹ con làm nghề gì rồi. Nha. Con quen bạn đấy từ lúc gần lên lớp 1 rồi thầy ạ. Rồi, tiếp này. Đến bạn Apple là thôi mẹ bạn Apple thì thầy biết là làm giáo viên dạy nhạc rồi, thế còn bố làm nghề gì? Nào, Làm bố làm nghề gì à? Apple đâu? ở dấu lặng đấy cô sẽ nghỉ và không tạo ra âm thanh. Bố của con làm nghề lõng khách và xây nhà. À rồi, đấy là kỹ sư xây dựng đúng không? Rồi. Không, Ok. lõng khách và xây nhà. À, lõng khách và xây nhà. À, là bất động sản đúng không? Rồi, kinh doanh bất động sản. Ok, môi giới kinh doanh bất động sản. Ok. Rồi, mời Princess nói thêm ạ. Bố con là nghề sửa sửa điện thoại thầy ạ. Gọi là thợ kỹ thuật đúng không? Chuyên về điện thoại. Đấy. Rồi, thế các bạn thấy không? Mỗi người trong chúng ta đều có một nghề. Các con tắt mic đi đã, hơi ồn. Tắt mic đi cho thầy. Mỗi người trong số chúng ta đều có một nghề và cái nghề đó làm cho chúng ta thích và cái nghề đó làm cho chúng ta có thu nhập. Đúng không? Đúng không? Thu nhập là có tiền đấy. Tiền là gì nhỉ? Có ai biết từ tiền không? Và mời bạn Jenny vào. Money vào money. Money money money. Money 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 đúng không? Đấy. Rồi. Còn xem tàu tàu quân không? Money money money, tàu giao thông. Con Rồi đấy. biết cho Rồi. Thế thì con bây giờ nghe bài hát đấy. tôi thầy hỏi tiếp này. Thế cho thầy hỏi thế có tiền để làm gì? Nào mời một bạn nhá, không nói nhiều người nói ồn nhá. Mời bạn Princess nói trước sau đó bạn Jenny nói sau. Sau đó mời bạn Monkey và bạn Elsa. Princess nói trước. Con thưa thầy là có tiền để con mua quần áo cho các em bé ạ. Thế có bố mẹ có mua quần áo cho mình không? Hay chỉ mua cho các em bé đó? Có Có đóng tiền học không? có Vâng. Thế bạn Jenny sao? Vâng. tiền để tiêu Tiền để tiêu, tiêu vào việc gì? Cụ thể hơn. mua quần áo, mua đồ ăn, với cả mua sách vở. Mua sách vở rồi mang kia. Cái có tiền để làm gì? Theo Monkey thì bố mẹ đi kiếm tiền để làm gì? Bật bật mic lên, thầy không nghe thế. Bật mic lên. Turn on your mic. Để tiền để mua đồ cho con và em con. Ví dụ con được bố mẹ mua những đồ gì rồi? Quần áo, đồ ăn. Thế con một bữa con ăn mấy bát cơm? Mấy miếng thịt hay là mấy Bữa cái hạt? cơm. Hai bát cơm. Một bát cơm, Một bát một cơm, miếng thịt. một miếng thịt, một bát cơm. Bạn này ăn tiết kiệm nhỉ? Một bát cơm chỉ ăn mỗi một miếng thịt thôi. Hay miếng thịt to, miếng thịt to bằng hả? Rồi rồi. Rồi thế có bạn nào mà có thể không cần ăn mà vẫn sống được không? Có bạn nào không? Batman không cần ăn à? Giơ tay có nghĩa là không cần ăn đúng không? Hay là làm gì? Không cần nào. Rồi. Còn À. có nào. Thôi thầy, con có 5 chị em tính cả con. Rồi, thế còn ai nữa không? À, Monkey ý kiến gì nào? Không cần làm. Không cần ăn nhá. Thế bây giờ từ bây giờ đến tối thử nhịn cho thầy cả bữa trưa bữa tối xong rồi sáng mai nhịn nốt. Thử xem thế nào nhá, nếu mà chui ra lục tủ lạnh là bị phạt Trời nhá. ơi. Được chưa? Rồi, còn bạn nào ý kiến gì nữa không? Elsa sao? Kiếm tiền để làm gì? Bố mẹ kiếm tiền để làm gì? Ông mẹ kiếm tiền để Gì sao? thức ăn. Mua thức ăn rồi. Gì
không đảm bảo rất nhiều đúng không? Rồi tại sao hôm nay thầy nói rất nhiều vấn đề không về cuộc sống như thế, để các con hiểu một điều là gì? Là bố mẹ dành rất nhiều tình cảm cho các con, bố mẹ dành rất nhiều công sức, thậm chí là thời gian và kể cả là cả sức khỏe đó để hy sinh cho các con, mong các con là được khôn lớn đúng không? Mong con là được gì? Đầy đủ. Đấy. Thế các con có thương bố mẹ không? Có Ai có ạ. để nói to lên. Chẳng ai là không thương bố mẹ cả đúng không? Nếu không thương bố mẹ thì cho ra đảo hoang ở luôn. Đúng không? Thế là Đúng không. Thế có ai dám ra đảo hoang ở một mình không? Không, có ai dại gì đúng không? Bây giờ trước khi chúng ta học bài chính thức này, thầy kể các con nghe một câu chuyện. ạ. Sao bạn Jenny ghi là 8 tuổi mà sao bạn đấy học lớp 3 thế? Bạn lớp 2 chứ nhỉ? Jenny lớp 2 đúng Hồi sắp lên lớp 3. không? Bạn ấy qua sinh nhật rồi thì gọi là 8 tuổi. Đúng không? Nào bây giờ nghe thầy kể một câu chuyện rồi trước khi đấy, sau đấy thì mình học bài chính nhá. Thi thoảng thầy sẽ kể cho các con nghe những câu chuyện. Được chưa? Để con hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống. Được không? Các con đồng ý không? Ai đồng ý vỗ tay. Ai đồng ý vỗ Gọi lớp tay? 1 mà sao bạn Lớp Bảo Hân à, sao bạn nghe đi lớp 2 ạ? đồng ý thì phải vỗ tay. Clap cho Hans. Rồi. Rồi. Thầy bắt đầu kể này. Ok, bắt đầu nhá. Vào một buổi tan trường ở một cổng trường tiểu học, khi mà tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan lớp thì tất cả các lớp hò reo, học sinh vui mừng vì được ra về. Các lớp bắt đầu được cô giáo cho xếp hàng và lần lượt ra khỏi cổng trường. Thế trước cổng trường là có một bà mẹ đứng, trong nhiều phụ huynh thì có một bà mẹ đứng bên cạnh chiếc xe máy và đang rất là ngóng chờ con gái của mình tan học để đón về. Thế thì trong một cái và bắt đầu có một cái cô bé đúng không? Tầm tuổi của các con từ trong một cái lớp được cô giáo dẫn ra đó, chạy ùa ra và từ xa cô bé đã reo lên: "Mẹ, mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm môn tiếng Anh của thầy Lập." Thế là mẹ rất là vui mừng, ôm chầm lấy con gái của mình và xoa đầu nói: "Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Con được 10 điểm môn tiếng Anh của thầy Lập cơ à." Thế sau đó bà nói là gì? "Mẹ biết ngay là hôm nay con sẽ có điểm cao cho nên mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một món quà bất ngờ đây." Thế bà mẹ lấy ở trên xe máy, bà móc ở xe máy á, một chiếc túi ni lông. Ở trong túi ni lông là một cái túi giấy. Vâng, một túi giấy ạ, màu nâu nâu ạ. Các bạn biết là túi đựng bánh thì thường hay là giấy màu nâu đúng không? Các bạn có bao giờ nhìn thấy các cái túi đựng bánh chưa? Con Rồi thấy túi ạ, giấy cái thôi số ạ. này được bánh sinh nhật. Vâng Rồi. ạ. Và ở cái túi đó ba mẹ mở ra. Vâng. Và mà mẹ nói là hôm nay mẹ đã phải đi đến một cái cửa hàng bánh rất là xa để mua cho con một món bánh rất là ngon. Và bà lấy ở trong, thò tay vào lấy ra một chiếc bánh rán to. Bánh rán to như bánh của Doraemon ấy. Màu nâu đỏ, bọc đầy mật mỡ và đường thơm phức. Mùi thơm của mật, mùi thơm của đỗ xanh, của mỡ. Và đưa cho cô con gái. Vâng, chiếc bánh vẫn còn nóng hổi các bạn ạ. Vẫn còn khói bốc lên cơ. Đấy. Và bảo con ăn thử đi, rất là ngon. Và cái cửa hàng bánh này thì mẹ đã phải đi rất là xa và rất nhiều bạn nhỏ thích ấy. Theo các con thì cô bé sẽ có thái độ như thế nào trong tình huống này? Nào, mời Jenny. Tôi thật là rất vui ạ. À, đấy là suy nghĩ của con đúng không? Nhưng ngược lại, không những không vui
Cô bé còn ngúng nguẩy nói, ứ ừ, con ứ ăn bánh rán đâu, mẹ phải mua kem cho con cơ. Bà mẹ rất là bất ngờ. Đấy, gương mặt của bà mẹ giống y hệt gương mặt của Jenny lúc này, đang rất là đấy, đấy chưa, đấy, rất là bất ngờ đấy. Và bà mẹ bảo thôi nào, lần sau mẹ sẽ mua kem cho con, lần này con cứ ăn thử bánh rán mẹ mua đi, rất ngon đấy. Vâng, bà mẹ lại cầm chiếc bánh rán và đưa gần vào cho cô bé. Nhưng lần này cô bé không những ngúng nguẩy mà còn hất tung tay của bà mẹ lên, và chiếc bánh rán tung lên trời và rơi xuống lòng đường. Chiếc bánh rán lăn lông lốc, rồi bỗng nhiên ở đâu đó có hai cái bóng nhỏ thó của hai đứa trẻ chạy ập đến và vồ lấy chiếc bánh rán. Ồ, thì ra đó là hai đứa trẻ đường phố, hai đứa trẻ lang thang. Chúng trông thật là đen đúa, gầy guộc và rách rưới. Nhưng gương mặt thì rất là thông minh và ánh mắt thì sáng ngời khi thằng anh nhặt lên chiếc bánh rán. Và con bé em gái thì cứ bám lấy tay anh. Cho em ăn với, cho em ăn với. Anh cho em ăn với. Chiếc bánh rán lăn dưới lòng đường khi nhặt lên thì đầy là gì nhỉ? Theo bạn Monkey thì chiếc bánh rán đấy dính những cái gì? Bụi đất bẩn đúng không? Nhưng hai đứa trẻ đường phố thì liệu có gì để ăn không? Liệu nó có đói không? Theo các bạn, Elsa cho có. Thấy sao ạ? Có đúng không? Rất đói. Vậy thì cái đường bẩn đó không còn quan trọng nữa, mà ánh mắt của chúng sáng rực lên, bởi vì chúng nghĩ rằng đấy là món quà của Thượng Đế gửi xuống trong lúc chúng đang rất đói. Thằng anh thì cầm chiếc bánh rán, còn con bé em thì cứ nhảy cẫng lên, bám lấy tay anh. Cho em ăn với, cho em ăn với. Nhưng không may, vì bám vào tay anh, trong khi tay anh còn chưa cầm chặt chiếc bánh rán lại lần thứ hai rơi xuống lòng đường. Và lần này chiếc bánh rán đã lăn thẳng xuống lỗ cống ở ngay gần đó. Lỗ cống sâu thăm thẳm, đen ngòm. Chiếc bánh rán cứ lăn và rơi xuống cống trong cái sự nuối tiếc vô cùng của hai anh em trẻ đường phố. Chúng sụp đổ, mất hết mọi hy vọng. Chúng nghĩ rằng trong một tích tắc thôi, món quà của Thượng Đế gửi xuống trong lúc chúng rất đói đã biến mất và đã chui vào trong cái ống cống sâu thăm thẳm kia và không bao giờ có thể lấy lại được. Vậy các bạn đoán thêm điều gì xảy ra? Thầy mời bạn Jenny nào. Thầy là bà mẹ sẽ đưa cái bánh khác cho hai anh em đấy ạ. À, lúc đấy bà mẹ hoàn toàn không để ý đến có hai đứa trẻ nhá, và câu chuyện sẽ không nói gì đến bà mẹ từ nay về hết câu chuyện cả. À, lúc đó đứa em khóc òa lên, khóc nức nở vì vô cùng tiếc chiếc bánh rán, vì nó đang đói mà, đúng không? Bạn preset tập trung nhé. Thế còn cậu anh thì tiêu nghỉu và cũng rất là tiếc chiếc bánh rán, nhưng thấy em khóc thì phải quay xa, dỗ em. Thôi nào, em đừng khóc nữa. Nhưng mà cậu anh thì cũng rất là tiếc và bối rối. Và trong một tích tắc, vì thương em mình quá, muốn em nín, các bạn biết cậu anh đã làm gì không? Nào, ai biết ạ? Mời bạn Monkey, nếu là anh trai lúc đấy thì Monkey sẽ làm gì để em khỏi khóc? Đi mua bánh ạ. À, đây là hai đứa trẻ đường phố làm gì có tiền. Đúng không? Con giúp bạn ạ. Gì ạ? Con làm gì ạ? Con giúp bạn. Con chúc bạn hay con gì? Con giúp bạn ạ. Giúp như nào? Đây là em mình mà. Nếu con là người anh thì con sẽ làm nào? Để cái em gái bảo cái bà mẹ kiểu cho bánh gì á? À, tức là ra xin bà mẹ bánh. Ừ. Nhưng có vẻ như bà mẹ không được nhắc đến trong câu chuyện này. Đấy là
Là trung cấp. Vâng, trong một giây lát thương em và muốn em nín, người anh đã nói: thôi nào, em đừng khóc nữa, anh đã nghĩ ra một cách rồi. Bây giờ trên năm ngón tay của anh vẫn còn dính mật mỡ và đường của chiếc bánh rán này. Vậy anh sẽ nhường em mút ba ngón tay, và anh chỉ mút hai ngón tay thôi. Nghe vậy, đứa em bỗng nhiên dừng khóc và nhảy cẫng lên: anh của em tuyệt quá. Thế là sau đó thì đứa anh nhường cho em ba ngón tay để mút, bởi vì trên ba ngón tay vẫn còn mật mỡ và đường của chiếc bánh rán, và nó chỉ mút hai ngón tay thôi. Vậy câu chuyện kết thúc ở đây. Câu chuyện kết thúc ở đây. Bài học của chúng ta rút ra ở câu chuyện này là gì? Ai biết? Ai có thể cho thầy? Ai cho thầy một ý kiến của riêng mình? Nào Princess, sau khi nghe câu chuyện này con cảm thấy như nào? Con tự thấy là mình phải trân trọng những gì mình có ạ. À, rồi bạn ấy nói rất là ngắn gọn nhưng xúc tích đúng không? Mời bạn Jenny ạ. Mình phải trân trọng những gì mình có. Con thưa thầy là phải tình cảm hơn đồ ăn. À, tôn trọng với đồ ăn đúng không? Rồi. Thế còn bạn Monkey. Monkey có thể cảm nhận như thế nào để cho thầy biết không? Và các bạn biết. Con thấy câu chuyện này thế nào? Con thấy câu chuyện này có vui không? Hay có xúc động không? Hay như nào? Vui. Vừa vui xong lại vừa như nào đó. Con học được bài học gì cho vừa vui vừa có giải trí ạ. À, thế theo con thì con sẽ có suy nghĩ gì để mà liên hệ cho bản thân mình ấy, thì mình phải như thế nào, học được điều gì sau câu chuyện này? Nghe xong câu chuyện này thì mình tự hứa với lòng mình điều gì? Tự tự nói với mình điều gì? Mình có may mắn hơn những bạn ở ngoài kia không? Có. Ừ. Vậy thì mình may mắn hơn thì mình phải có gì? Mình phải cảm ơn bố mẹ đấy. Đúng không? Không như bạn nhỏ trong câu chuyện là được 10 điểm môn tiếng Anh của thầy Lập, xong rồi mẹ mua cho bánh rán thì chê còn đòi ăn kem. Đúng không? Thế là gì? Ừ. Thế xong rồi hai bạn nhỏ kia thì còn không có cả bố mẹ luôn, mà vẫn phải nhặt cả bánh rán rơi vào lòng đường để ăn. Cuối cùng mất cả bánh rán không ạ? Còn mỗi năm ngón tay dính mật mỡ đường cố mà mút. Đúng không ạ? Hai hình ảnh của những đứa trẻ đối lập, một đứa trẻ đầy đủ và một đứa trẻ thiếu thốn. Thế thì chúng ta phải nhớ này, bố mẹ rất là dành nhiều tình cảm chúng ta. Chúng ta sẽ lớn khôn và bố mẹ sẽ già đi. Thế thì chúng ta phải có trách nhiệm với cả bố mẹ. Nhớ chưa? Ngay từ bây giờ các con còn nhỏ thật đấy. Nhưng mà thầy tin là các con có suy nghĩ đầy đủ. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ ví dụ mình cũng 7, 8 tuổi rồi đúng không? Ví dụ là thôi mình cố gắng là cái gì tự làm được thì tự làm. Ví dụ tự quay clip được tự quay. Đúng không? Tự thức dậy sớm được thì tự thức dậy sớm, tự đi ngủ đúng giờ, đúng không? Tự học bài, cái gì khó quá thức dậy được. Ừ, đặt chuông đúng không? Đặt chuông báo thức đúng không? Nhờ người lớn gọi, nhưng mà phải cố gắng, được chưa? Khi các con mà chịu khó học hành chăm chỉ thì các con sẽ trở thành những người có ích cho bản thân mình này, cho bố mẹ này. Bố mẹ vui là bố mẹ sẽ sống lâu, đúng không? Các bạn có muốn bố mẹ vui không? Có. Vâng, bố mẹ đã vất vả rồi mà. Có ạ. Con ngoan thì bố mẹ sẽ đỡ mệt hơn, đúng không? Sẽ sống lâu, sống khỏe hơn với chúng ta, đúng không? Đấy. Rồi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta học chưa? Thì thỉnh thoảng thầy sẽ kể cho các bạn một câu chuyện, đúng không? Còn việc chính của chúng ta là sẽ học bài thật là chăm.
Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. Nào cả lớp. Cả lớp chú ý cho thầy những cái từ này này. Cả lớp đọc cho thầy này. Bật mic lên cho thầy nào. Turn on cho microphone. Yes. Ok. Nào, một chiếc máy tính. Computer. A computer. 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 A computer. Computer. A map. A map. Một tấm bản đồ. A map. A map. Một chiếc bút. A pen. A pen. A pen. A pen. A pen. À, tờ giấy. Paper. 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 Bây giờ các con lấy vở ra, lấy bút ra. Thầy yêu cầu các con làm việc sau. Các con sẽ đặt câu cho thầy với mẫu mẫu câu sau. Ví dụ. It's. Yeah. It's a bla bla bla. Được chưa? Con phải viết vào vở nhá. Ví dụ là đó là một chiếc máy vi tính, ta sẽ nói it's a computer. Được chưa? Cả lớp đọc it's a computer. It's a đó là một tấm bản đồ. Thầy ơi. It's a map. Thấy một quyển vở phô li ra. Ở ngoài. Nhá, về nhà ghi là tiếng Anh thầy Lập, được chưa? Tiếng Anh thầy Lập. Ừ. Tiếp theo này, it's a map. Các con đọc theo thầy đã rồi viết sau. It's a map. Rồi. It's a pen. It's a pen. Rồi. Yeah, it's paper. Con viết bốn câu đấy vào vở đi. Ai viết xong thì giơ tay cho thầy biết. Bây giờ các con lớn rồi, các con cũng phải tập viết nữa để cho nhớ câu, nhớ mặt chữ. Nhớ thầy đọc lại này. Nào thi đua xem nào, ai sẽ là người viết nhanh, viết đẹp à? Viết đủ à? Nào, thời gian bắt đầu. Các con có 5 phút để viết. Tắt mic cho thầy đi, tắt mic đi, không nó ồn. Viết nhỏ. Nào, thầy đọc lại để các con nhớ nhá. It's a computer. It's a map. It's a pen. It's a paper. Được chưa? Hoặc là it's paper cũng được, không cần đâu, bởi vì paper có thể không dùng nhá. Elsa bật màn hình lên con. Đấy, hôm nay thầy khen bạn Monkey nhá, rất là chăm chỉ, ngồi ngay ngắn. Đấy, tập trung cao độ, rất là hiểu biết và biết suy nghĩ. Đúng không? À, Elsa con bỏ con thỏ hồng ra con. Con ngồi con viết ngay ngắn. Rồi, thi đua nhá, xem ai viết nhanh, viết đẹp, viết đủ. Thầy ơi, con biết xong rồi ạ. Thầy, con biết xong rồi ạ. Con biết xong rồi. Con biết xong rồi. Thôi thầy, con mất rồi. Ok.
Nào, bây giờ thầy sẽ mời đâu những bạn nào biết xong rồi giơ tay xem nào. Jenny à? Ai đó? Rồi, Princess rồi. Bây giờ Jenny thì đọc cho thầy câu số 1 nào. Is a computer. Rồi, chấm câu nhé, phải chấm câu. Rồi, mời bạn Princess đọc cho thầy câu số 2. Is a paper. À, it's a paper, con chỉ cần nói it's paper là được rồi. Nha. Rồi. Câu số 3. Nào. À, ai xung phong đọc cho thầy à? Rồi thầy xem có bạn khác không nhá. Monkey nào, thử nói là đây là đó là một cái bút nói nào. Is nào, cái bút là gì ạ? Con đọc ạ. Pen. Is a pen. Is a Vâng, is a pen. Rồi, và câu cuối cùng ạ. Đó là một tấm bản đồ ạ. Nào, mời Batman ạ. Batman bật mic lên. Is a trên này thiếu chữ ơ này. Rồi. Is a tấm bản đồ là gì con? Ơ gì đây ạ? A map đúng rồi ạ. It's a map. Rồi, các con thử kiểm tra các câu của mình xem có giống như này không? Con xem có giống ạ? Ai xem giống như thế này giơ tay. Rồi, đọc cho thầy này. Cả lớp đọc nhá, nhớ mặt chữ cho thầy này. It's a computer. It's a computer. Is paper. It's paper. Is pen. It's Is a map. a map. Is a computer. It's a computer. Is paper. It's paper. Is a pen. It's a pen. It's a map. It's a map. Ờ, bạn Elsa ơi, con đang làm gì đấy? Elsa. Không đi ấy răng. Con bật bật tiếng lên đọc theo thầy nào. Con viết xong chưa? Elsa. Elsa đâu? Nào, chúng ta đọc lần cuối, đọc lần cuối để chuyển sang phần tiếp theo này. It's a computer. It's paper. Of It's paper. It's a pen. It's a pen. It's a map. It's a map. Rồi, bây giờ ta chuyển sang phần tiếp theo này. Chúng ta còn mấy đồ vật nữa cơ? A pen. Pencil. Rồi. Bây giờ chúng ta nhìn mấy cái bạn này này. Đúng không? Mấy bạn này lại có mấy đồ vật tiếp theo này. Cả lớp đọc a crayon. À, sorry. A clock. It's a clock. It's a clock. A pencil. It's a pencil. A crayon. It's a crayon. Rồi, nhiệm vụ cuối cùng của các con là viết thêm 3 câu giống như vừa rồi với 3 đồ vật còn lại. Đấy, giống như vừa rồi với 3 đồ vật còn lại. Đúng không? Cũng dùng là is. À, đó là một chiếc đồng hồ đúng không? It's a clock. It's a pencil. It's a crayon. Nào thi đua xem ai viết nhanh nào. Pencil.
Nhưng không được. Một số bạn tắt mic cho thầy nhá, tiếng hơi ồn. Con xong rồi ạ. À, con xong rồi, con đọc cho thầy ba câu đấy xem nào. Con cũng xong rồi thầy ạ. Nào, những thầy ai cũng xong rồi. Nào, thầy chỉ vào các con đọc nhá, nào đọc cho thầy nào. A rock. It's a rock. Không phải rock. Đọc lại. It's a clock. It's a clock. Ok, tiếp. À, chết rồi, chỗ này thiếu chữ it's a pencil. Rồi, từ giờ này thầy chỉnh lại chút. It's a crayon. Chỗ này bị thiếu một chữ ơ này. À, đợi thầy tí. It's a crayon. Rồi, đúng rồi, it's a crayon. Rồi, tiếp ạ. Các con bổ sung cho thầy chữ ơ nhá, bởi vì chỗ này thầy bị viết thiếu này. Rồi, để thầy viết lại nhá, không nhỡ này, nhầm lung tung. Activity view. Listen, point, and say. A crayon. A crayon. Rồi, bây giờ thầy viết lại này. Các con đọc cho thầy nhá. Nào, bắt đầu này. It's a clock. Rồi, it's a clock. Rồi, xong. It's a pencil. Xong nhá. Xong ba cái này. Đấy, các con đối chiếu xem mình viết đúng chưa? Em viết đúng hết rồi. Viết đúng rồi à. Bây giờ giả sử nếu ai mà hỏi mình này. Nếu ai hỏi mình cái câu này thì mình sẽ dùng những cái câu vừa rồi để trả lời nhá. Ví dụ ai hỏi mình là đây, ví dụ người ta hỏi là what is it? Đây là cái gì, đúng không? What is it? Ờ, thế thì mình sẽ dùng cái it's a... thì mình sẽ trả lời theo cái cách này. Nhá. Cái gì này? Nếu ai hỏi mình câu này thì mình sẽ trả lời bằng cách này, được chưa? Ví dụ thầy hỏi nhá. Thầy hỏi bạn Princess trước này, what is it? It's a clock. Đúng rồi, it's a clock, con đọc nối âm. Không, con đừng đọc là it's a nữa, con đọc là it's a clock. It's a clock. Rồi, mời bạn Batman à. What is it? It's a pencil. It's a pencil, đúng rồi ạ. Mời bạn Monkey nào. What is it? What is it? It's a crayon. Crayon, đúng rồi ạ. Thế bây giờ lại quay lại cái chỗ bức tranh đầu này. Đây. Mời bạn Jenny. What is it? Bạn Jenny. It's a... Issa, phải có ơ nhé. Issa, it's a computer. Đúng rồi, it's a computer. Cả lớp đọc, it's a computer. It's a computer. Rồi, xin mời bạn tiếp theo ạ. Mời bạn Apple ạ. What is it? Con trả lời ạ. It's a map. It's a bread. Map là tấm bản đồ.
It's a mug. It's a mug. Rồi. Rồi, con Tân Bích ạ. Mời bạn Jenny ạ. What is it? It's a pen. Đúng rồi ạ. Và mời bạn Batman cuối cùng ạ. What is it? It's paper. It's paper. Vâng. It's a paper. Rồi. Bây giờ thầy yêu cầu các con về nhà làm việc gì đây? Về nhà quay video chuyện bù ạ. Rồi, con chú ý nhá, việc của chúng ta này. Homework là bài tập về nhà này. Được chưa? Thứ nhất. Thôi thầy có phải đi chơi. Nhìn thấy. Nộp video. Được chưa? Thuyết trình đây này. Tắt mic cho thầy đi, tắt mic đi. Quá. Rồi, thuyết trình về bức tranh. My world. My world là thế giới của tôi. Gồm có những cái gì? Gồm có này. Bird. Đúng không? Bird. Đúng không? A bird. Đúng không? A bird. A butterfly. A river. A river. A butterfly. A butterfly. A river. Gì nữa? A plant. A plant. The sky. A sky. Ờ nhá, riêng sky con phải dùng the, không phải dùng a nhá. Và the sun. A tree. Con từ gì đâu? A tree. A rock. Oh my gosh. A rock. A tree. A tree chính là a plant rồi. Đúng không? Đấy, yêu cầu số 2. Các con không phải ghi đâu, thầy sẽ chụp ảnh gửi vào nhóm cho bố mẹ biết nhá. Yêu cầu số 2 này. Tập viết. Tập viết này. Mỗi. Mỗi. Câu. Chân. Nhá. Dạ. Is. Easter. Ờ, đúng không? Gồm những câu gì? Is a computer. Đúng không? It's computer. Is a pen. Map. Map. Is a pen. Is a gì đó? Is a paper. À, is paper. Rồi gì đó? Vừa viết xong. Is. Is a pencil. Pen này. Is. Is a crayon. A clock này. Is a clock. Rồi tiếp ạ. Is. Is a pen. Is a pen rồi. Crayon. Đúng không? Và cuối cùng là is a pencil. It's a pencil. Pencil viết rồi mà thầy ơi. Không, ở trên này thầy đã viết đâu. Đúng không? Không, viết thầy ạ. Đây. Thì mỗi câu như thế này nhá. Mỗi câu hai dòng. Này. Được chưa? Bây giờ các con không phải ghi cái này đâu. Thầy chỉ nhắc ở đây thôi. Tí nữa thầy sẽ gửi vào trong nhóm. Nào bây giờ thầy mời bạn Jenny đọc to cho thầy yêu cầu số 1. Nộp video truyền. Thuyết trình. Thuyết trình về bức tranh. My world. My world. A bird. A bird. River. A river. Butterfly. A plant. A bat. The sky. A sky, a sun, the a sun, rock, a rock. Mỗi câu hai dòng.
is a computer, is a map, is a paper, is a pen, is a pencil. Bây giờ thầy chụp ảnh này. Rồi bây giờ cả lớp chúng ta chuẩn bị. Rồi Batman đâu? Thầy không thấy hình của Batman đâu. Cả lớp cười tươi à, để thầy chụp một cái ảnh kỷ niệm gửi cho bố mẹ. Đâu thầy không nhìn thấy mắt của Batman đâu à? Nào tạo dáng, pose hình nào. 3 Apple đâu? Apple đang làm gì đấy? Nhìn lên màn hình con. Apple làm gì đấy? 3, 2, 1, say cheese. You say cheese. Các con nói cheese. Cheese là để cho miệng nó cười lên đấy. Cheese. 3, 2, 1, cheese. Rồi, thầy cảm ơn. Ok, thank you and goodbye, goodbye, see. Goodbye, see. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Bye, monkey. Bye, Batman. Bye, Jenny. Apple. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye.